YouTube mình làm hiền hậu đi cô. Mày để người ta nói tao giống mẹ ghẻ mày. Ở đây. Nè. Có này. Ôm mẹ coi. Mẹ cái gì? Mày làm như vậy rồi ba mày chê mẹ sao? Con ngu quá à. Để ôm mẹ, ôm mẹ coi. Nó hùng giống như là bị gượng ép gì đó. Nó nghe nè, mình biết sao mẹ có con không? Đáng lẽ là mẹ với ba con đâu có phải mẹ với ba con chấp nối. Tại sao biết sao không nói không? Ba con á là hồi đó có một đời vợ trước. Rồi á, ông nhậu xỉn quá, ông đi lang thang đầu đường có vợ á. Cái ông thấy mẹ, mẹ hiếp, ông hiếp dâm mẹ luôn. Mà lúc đó mẹ cũng ngu lắm, con đưa cho ông hiếp luôn à, mới đẻ ra con, cho nên là con là đứa con muốn 18 rồi. Là mẹ đã bị 18 thằng hãm mẹ. Nhưng mà thật sự 18 thằng, 17 thằng kia không có đậu thai. Kia con đậu thai với mẹ. Cái đầu kia ba con đậu thai với mẹ. Con thấy mẹ nào khó ra. Qua đây bóp trước đi em. Không có ngại, mày tập bóp vú BD đi. Đừng có mốt mày lỡ mày lấy làm BD này về mày cũng biết sử dụng. Ủa đây là cháu chị hay là... Con. Dạ con chào mẹ chồng. Con bên kia nó chắc bà ngoại quá hả? Dạ con chào ngoại chồng. Ủa ngoại nhiêu tuổi rồi? 50 hả? Con nhỏ ngoại 50 tuổi. Cháu dòng đó, cháu dòng muốn bằng màu hồng màu ngoại luôn. Mọi người ơi, trong tình trạng mình đang ngồi đông đúc á, mọi người lưu ý đừng có địch giùm em nha. Nha, đừng tháo bao nhiêu tưởng giúp mọi người nha. Con lấy cho mẹ ly nước thôi con. Con là đủ. Chụp hình á, rồi qua đây chụp hình nè. Lấy tiền á. Bây giờ là chụp hình thơ hay là hình BT nè. Hình TB nè. Hình thơ là hình thờ. TB là tai biến. Chụp hình kiểu gì? Mà tai biến gì má? Trông chưa em? Trời ơi, gió lùa á, chịu giật kinh phong chết á. Chị em, mà hôm nay có em vậy. Ê quên ông xã. Ông xã nhiêu tuổi rồi? 16 rồi. 16 rồi, kêu bằng mẹ đi. Quay cho mình đi con. Ai chụp hình, tới ai chụp hình vậy? Mẹ, mình nè. Mình chẹo không? Anh là mai luôn. Quặng hết á má. Rồi 50 tuổi tôi cũng tham. Qua đây chụp hình có. Qua đây chụp với anh nè. Chụp với bà xã. Tôi ghé ngày trường, cái tướng này. Cái tướng này nó vừa vui mà không nổi. Tại vì mình lái với mình hiểu vậy. Tôi chết mẹ rồi. Nhậu gần mẹ rồi. Tao chết cái gì rồi. Ôm mẹ miếng đi. Chết vợ nhỏ miếng đi. Ôm em đã coi. Cái em đã hậu đi đâu. Tháo dặn vòng đi. Gì? Đặt vòng á? Không, tôi tháo bộ vòng nó ra luôn. Em chấp nhận có con với anh. Ôi. Tối nay mình đẻ ra hai con chó được. Ba đứa hả? Ba đứa. Một mình bà ba đứa. Hai đứa đi bỏ nhà là năm đứa. Trời ơi, năm đứa. Giờ tưởng đẻ năm đứa thì chắc chục. Cái này là năm bà đẻ năm đứa hả? Ờ, tưởng đẻ năm đứa thì chắc chục. Bà là người đàn bà đang đại diện cho hầm Thủ Thiêm. Năm đứa. Đi con, đi ăn nè.
đứng lên hết, mình chụp hình da phả đi. Dạ, đấy. Quá trời thông. Hồi xưa tôi nhớ là cái cảnh là tôi đi chùa ha. Lúc nhà còn nhỏ á, nhà khổ khổ á chị. Cái ông nội đó có chiếc xe ba bánh mà hồi đời thời đó chiếc xe ba bánh gọi là xe xà bừng đó, biết không? Có cái máy đạp đằng sau á. Trời ơi, đi coi đình á. Cả tao muốn đình. Leo lên trời nhét năm bà bánh bèo lên ha, mấy đứa nhỏ lôi cho lóc trong. Dạ anh đình coi. Trời ơi là trời. Cái đó là đó. Cô Hành á. Lôi cho cái lâu, lôi cho đi vào luôn. Má nào vậy? Má nào? Nè, má ngồi vô đây nè. Anh cười vui lắm, anh buồn vậy. Mấy em cười mà. Cái đồ vậy? Em cười, em chụp hình em cười đi. Không mặc anh chủ ai vậy? Chị không cười. Chị cười rồi cũng khóc ai gì? Không có khóc nữa. Còn chị muốn bỏ qua nè, chú nào hai phòng bỏ qua đi. Cười. Cái này nào đi đâu rồi? Tại chụp hình thơ đó mẹ. Là hình thờ đó em. Về em gửi hình đó ra em dán lên bàn thờ một điệu hình tài cho chị. Em đồ cho em làm ăn phát tài nha. Ừ. Chị cũng vậy làm ăn phát tài. Ừ. Giữa hình ra là cho chị Thương BD đi 11 gạnh là ghé qua bánh tráng trộn nha. Rồi 11 BD nó chết nó độ cho. Trời ơi, sáng gì chưa có cậu gâu luôn á. Má ơi, gâu măng. Gái mà không có gâu măng. Ờ, khi còn có măng mà. Đúng không mình. 16 tuổi. 16 tuổi con làm gì chưa, cao mét mấy vậy? Mét 71 rồi, còn cao nữa. Không có vấn đề cao thì tôi quan tâm, mà tôi quan tâm cái vụ vui nữa nào. Đứng lên cho coi con. Rồi. Có ai mua vé số giùm cho bà lão không kìa? Dạ mua rồi. Mua rồi. Nhiêu vậy chạy? Quán này rất là đông các bạn. Đây. Nè, cảm ơn chị. Trời ơi, má ơi, má đưa số 21. Đúng ghê luôn. Bà làm cho tôi nhớ nghề ghê. Mua vé số con. Kìa, mua vé số kìa. Cái nhà đi về má mình mua đi. Kìa, Ngọc Quyên về. 8 tờ. Ngọc Quyên chào ba con. Ba buộc mày đó đội nớt á. Rồi ba lớn rồi ba nhỏ nè. Ba nhỏ. Ba nhỏ mày mới có 16 tuổi nhà nhỏ mày đó. Ba cho bé nó làm sao rồi bà? Đúng là bốn người mình chung hết luôn. Ờ, giàu là giàu hết á. Ở đây đi qua đây ghé có chị vô, có ghé vô, có đi. Trời ơi, nhiều khi em đi trung tâm hoài chị ơi. Đi công việc á. Có giấy giò cho con mượn giấy giò coi. Cái giấy giò mà của hồng nèo nè. Mua cái giò. Thì bà đưa tiền. Rồi đây tâm sự cho. Ủa chị đẻ nó Bến Tre hay gì vậy? Trời ơi là trời. Ngại hoài nhà rồi nó con cứ có gì hoài hỏi nó hoài. Bữa nào mẹ làm mất dừa cứ ghé qua bên mẹ nghe con. Mẹ mượn cái bằng nào dừa. Ghé qua. 2/17 ha. 17/8. Trời ơi. Trời ơi là trời chật mẹ rồi. Thành phố Hồ Chí Minh
Ủa sao tiếng Tàu không vậy? Nè tiếng Tàu không mà. Thành phố Hồ Chí Minh Tàu gì? Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố này. Trời ơi mình 72 nó 42. Đúng rồi. Chung chí quà. Sao 72? Nè quay phim né cái vụ vui ta ra nha bà nội. Quay sát vô thấy cái vụ vui lúc nó đơn à. Người sao ba bốn một su đu thôi. Rồi ok con cảm ơn bà gặt lắm. Thôi vậy chị về ha, có okay. Gì chị sẽ... Ok, vậy ok chị cũng thăm. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Ok, không tha đâu, có gì rồi, cứ nhắn tin cho em ha. Cứ chị mai áo dài đi. Dạ, ok chị, ok. Rồi. Về nha. Dạ, dạ.